một hạnh phúc giản đơn tưởng chừng trong tầm vơi mà sao bao trái ngang mở lòng quên hận đau trôi hết bao bụi trần xa dần hơn ăn oan đời là cõi tam thôi để lòng thanh thản nhé dâu nụ cười trên môi rồi xuân lại qua kiếp người như hoa cỏ nở rồi tàn tan chảy giữa trời mây toàn tính hơn thua sẽ nghèo úa tâm hồn yêu thương người san sẽ chuyện buồn vui chờ tình yêu vào tim thương quý nhau thật lòng trao thuần hòa nhân ai một ngày lá vàng rơi ta còn người thương mến Quên buồn phiền dưỡng dạ xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại với thông tin trong video mới nhất của em trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 26 tháng 7. Trước hết em xin gửi lời kính chúc đến tất cả quý ông bà và anh chị em có được thân tâm an lạc, thanh tịnh và tràn đầy sức khỏe, luôn được bình an mọi lúc mọi nơi. Cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã yêu thương, yêu quý và quay trở lại xem kênh Cuộc Du Hành Trong Cuộc Sống ở Cõi Ta Bà này. Thì trong ngày hôm nay, ngày 26 tháng 7, sáng sớm, Sư Minh Tuệ đi khắc thực khá là sớm. Thì cũng cập nhật cái thông tin đến tất cả quý ông bà và anh chị em. Theo như nguồn thông tin người dân ở đó chia sẻ. Thì đối với Sư Minh Tuệ thì vẫn đi khắc thực rất là nhanh chóng, đi rất là sớm. À, đối với à, mọi người à, cũng như là Phật tử thì à, hiện nay không có à, còn à, tiếp cận được sư nữa Mà chỉ có những nhà người dân à, hữu duyên để mà nấu cơm chay, à, nấu đồ chay cúng cho sư à, Sư đi khắc thực khá là sớm nha quý ông bà và anh chị em à, Và cái à, việc mà diễn ra đi khắc thực cũng có người bảo hộ cho sư Thì à, người bảo hộ này thì không ai khác thì quý ông bà và anh chị em cũng biết à, sư đi khắc thực xong À, sau khi à, sư à, trở về lại thì à, sư ngồi sư thọ thực Và sau khi à, thầy đã khắc thực xong Thì à, thầy à, trở về lại à, nơi cái ngọn đồi mà sư à, có chỗ vắng vẽ sư thọ thực Thì đây là hình ảnh được à, một số à, bà con, à, người dân ở đó đã chia sẻ lại à, Cảnh đây là sư đang ngồi thọ thực thì quý ông bà và anh chị em cũng thấy à, Mặc dù là hình ảnh khá là mờ Nhưng được cho là sư Minh Tuệ đang ngồi thọ thực trong buổi sáng ngày hôm nay À, cũng được một số bà con ở dưới chân núi để lên đảnh lễ sư Minh Tuệ. À, thì đây là một cái hình ảnh mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay mà em mong muốn chia sẻ với quý ông bà và anh chị em để cho quý ông bà và anh chị em yên tâm. À, Mẫu buổi sáng có thể là nhìn thấy sư đi khắc thật. Mẫu buổi sáng có thể là nhìn thấy sư. À, mỗi khi mà chúng ta nhìn thấy sư. À, chúng ta cảm thấy là có một nguồn năng lượng nào đó cũng như là có một cái tình yêu thương và chúng ta cảm thấy là quên đi những phiền muộn những âu lo trong cuộc sống hàng ngày cũng như là quên đi cái sự chạy đua bon chen trong cuộc sống này à, sư đã đem đến một làn gió mát à, khiến cho chúng ta nhìn nhận lại cuộc đời của chúng ta chậm hơn sống chậm rãi hơn à, chứ không có bon chen à, không bị à, là kêu gọi cúng dường cũng không bị lừa gạt bởi những ma tang sầm tăng. tăng. À, đó cũng là một cái ánh sáng để giúp cho chúng ta à, vững chãi bước đi trên con đường đời của mình. À, thì em tin chắc rằng mỗi hình ảnh của em chia sẻ đến tất cả quý ông bà và anh chị em ở trong mỗi buổi sáng có thể là giúp cho quý ông bà và anh chị em có thể là nhìn thấy sư, à, đảnh lễ sư từ xa như vậy là nó sẽ tốt hơn à tốt hơn rất là nhiều so với quý ông bà và anh chị em lặn lội đường xá xa xôi à, về lại ngay chỗ cái ngã ba về Nha Trang để mà đảnh lễ sư, gặp sư nhưng mà trong thời điểm này thì rất là khó khăn để mà gặp sư. À, thì cũng chia sẻ với quý ông bà và anh chị em vậy. Bởi vì sư khắc thực rất là nhanh chóng à, một hai nhà đủ dùng là sư vội vã lên núi. À, sư hạn chế tránh tiếp cận đối với những anh em quay phim đối với những người dân người ta hữu duyên người ta uh, cúng dường cho sư người ta có thể trò chuyện với sư à, những khoảnh khắc đó thì uh, sư luôn khoan hỷ đón nhận và chia sẻ những gì mà sư đã tu tập những gì mà sư đã đạt được cũng như là uh, sư cảm thọ cảm nhận được cái cuộc đời này uh, sư chia sẻ để cho quý uh, Phật tử có thể là một phần nào đó có thể là giải đáp thắc mắc trong bản thân của mình. Đó là một cái điều em thấy là ai hiện tại ai đủ duyên đủ cơ hội mới có thể là gặp được sư, chứ thật sự đối với hình ảnh của sư hiện nay rất là hiếm hoi. Và em cũng xin chia sẻ thêm là quý ông bà và anh chị em đừng có thắc mắc là nói em là chia sẻ hình ảnh xạo, hình ảnh không thật hình ảnh mờ hoặc là hình ảnh cũ à, có thể những cái video những hình ảnh em chia sẻ về sư minh tuệ là em cũng mong muốn gửi đến tất cả quý ông bà và anh chị em những hình ảnh chân thật và đẹp đẽ nhất đối với sư minh tuệ còn à, tùy quý ông bà và anh chị em cứ nghĩ nó mới thì nó sẽ mới và cứ nghĩ nó cũ thì nó sẽ cũ bởi vì cũng như là theo như lời phật dạy phật ở trong tâm À, chúng ta cứ nếu như ở trong tâm chúng ta có Phật thì chúng ta sẽ cảm thấy luôn bình an. Thì em cũng xin mượn câu nói này, em cũng xin nói là đối với sư Minh Tuệ ở trong tâm của chúng ta, à, chúng ta chỉ cần nhìn qua hình ảnh là chúng ta có thể biết được à, sư Minh Tuệ đang ở đâu, còn nó mới hay nó cũ nó không quan trọng, bởi vì à, hiện nay là mới hay cũ hay là để em phải cố gắng để chứng minh đó là hình ảnh mới thì chắc chắn à, em sẽ không có làm điều đó. Bởi vì có làm điều đó thì cũng không có được cái tác dụng gì và gây thêm cái phiền phức cho sư nữa. Và đối với những vị sư huynh đệ của sư cũng đang mong muốn là để cho sư yên tâm tu tập chứ không có muốn là mọi người phải quấy rầy sư. Đó thì em cũng chia sẻ như vậy. À, thì mặc dù trước đây thì chúng ta chỉ được nghe về Phật Thích Ca Mâu Ni qua những sự là tuyên truyền cũng như là quyền thoại cũng như là trong kinh sách à, nên là chúng ta có thể là hình dung, là, hình dung ra muôn màu muôn vẻ chứ còn đối với sư minh tuệ hiện nay là hình ảnh rõ nét chân thật ngờ thật à, đi chân đất đồi trần thì cái hình ảnh đó nó đã in sâu trong lòng của tất cả quý ông bà và anh chị em cũng như là tất cả cô bác gần xa quý phật tử thì cũng đã có được cái bóng dáng của sư minh tuệ Bước trên đường, đi khắc thực, đã yên sau trong lòng rồi. Thì cái đó thì sẽ không bằng cãi. Thì có lẽ quý ông bà và anh chị em cũng có thể hiểu được những cái mà em chia sẻ. Bởi vì bây giờ là thời điểm rất là nhạy cảm. Em chỉ chia sẻ mấp mé thôi. Quý ông bà và anh chị em xem những hình ảnh, những video clip em chia sẻ thì sẽ hiểu được. Chứ còn không phải là nói quỳch tẹt ra để cho quý ông bà và anh chị em mới khẳng định đó là thật. À, còn đây là đoạn video clip ngày hôm qua được cho là đã chia sẻ đối với à, sư minh tuệ à, phát trên vai cái khăn màu trắng tức là khăn tang như những lời em chia sẻ hôm qua em có chia sẻ với quý ông bà và anh chị em thì à, mọi người cứ thắc mắc rằng là có thấy thật hay không à, có ấy hay không mà, mà, mà nói giống như là đúng rồi à, thì hôm nay thì em cũng xin phép em gửi à, cái đoạn này cho quý ông bà và anh chị em xem à, theo như một số người dân ở đó chia sẻ thì thước phim này được quay bằng playcam mà quay mặc dù là biết cái chỗ sư nhưng mà sẽ không có chia sẻ mục đích cụ thể rõ ràng mà bây giờ chắc chắn rằng nếu như mà có chia sẻ cái địa điểm ở nơi của sư tu tập thì chắc chắn đối với quý ông bà và anh chị em cũng sẽ không thể nào có thể tiếp cận được bởi vì để mà tiếp cận sư được thì phải qua một lớp hộ pháp qua một lớp những cơ quan chức năng đang bảo vệ ngoài đường rồi vào tới là những người dân phật tử sống xung quanh đó rồi lên đến là một số hộ pháp nữa thì lớp lớp quý ông bà và anh chị em khó có thể tiếp cận được sư trừ khi có những người dân hoặc là những anh em sống địa phương ở đó thì mới có thể tiếp cận được thôi chứ còn người ngoài thì chắc chắn sẽ không có tiếp cận được thì em chia sẻ những hình ảnh mới nhất để cho quý ông bà và anh chị em thấy được là hình ảnh của sư đang vác lên vai chiếc khăn tang màu trắng tức tức có nghĩa là sư đang để tang cho vị cố tổng bí thư hiện nay thì đang có quốc tang, sư cũng đã biết. Mặc dù thì sư không có dùng điện thoại, sư không dùng công nghệ, sư không có dùng bất cứ một cái gì cả. Ấy, nhưng mà sư vẫn biết hết tất cả mọi chuyện nha quý ông bà và anh chị em. Rồi sư cũng có thể nhìn thấy được hết tất cả những gì đang diễn ra ở dưới chân núi nha quý ông bà và anh chị em. Không phải sư không biết đâu sư biết hết tất cả, sư thấy rõ hết tất cả, chẳng qua là lúc này sư đang ẩn tu. sư cũng đã từng nói mà khi mà sư ẩn tu một thời gian nào đó thì chỉ có sư mới có thể nhìn thấy được tất cả mọi người và mọi người cho dù biết sư ở đó nhưng vẫn không thể nhìn thấy. sư đã nhìn thấy trước rõ cái điều này và bây giờ thì mọi người cũng đủ để thấy được là lời sư nói nó rất là ứng nghiệm. À, trước đây thì đối với anh nhân gà, anh cũng đã phỏng ván sư, à, sư cũng đã trả lời. À, thì lúc đó thì mọi người thì uh, nửa thì tin, nửa thì không tin, à, nửa bắn tin bắn nghi. Nhưng mà bây giờ thì em tin chắc rằng mọi người xem đoạn cái uh, video clip này, mọi người sẽ chiêm nghiệm lại và sẽ thấy được và sẽ có thể uh, không khỏi rùng mình khi những gì mà sư đã nói trước đây, nó đã hiện ra trước mắt mọi người và theo cái cảm nhận của em thì đối với sư không phải là sư không biết những gì sẽ đến với mình nhưng mà đối với sư là không phải biết để mà trốn tránh biết để mà chạy trốn mà sư biết để mà đương đầu với nó đón nhận tất cả những thứ đó đến với sư dù là khó khăn dù là đau buồn dù là thử thách dù là gian nan sư đều đón nhận tất cả nhưng thời điểm nào là sư đứng ra để mà đón nhận để mà giải quyết cái vấn đề đó và khi nào sư nên đi ẩn tù à, là sư phải biết và sư tính toán và sư cũng biết được chứ không phải là sư để mà chạy trốn tránh trách nhiệm à, đối với à, Đức Phật cũng đã từng dạy À, là sư khá đệ tử của chân chính của Đức Phật là luôn luôn phải đón nhận hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Xem như những thứ đó là những thứ gọi là vô ngã, à, vô thường. À, đã vô thường thì nó có thể biến đổi à, theo thời gian, nó có thể biến đổi mọi lúc mọi nơi. À, như vậy là chúng ta cứ khoan hỉ và đón nhận nó, xem nó là vô thường thì tất cả mọi thứ đều sẽ qua hết đó theo như em nghĩ là như vậy. Dạ thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì em cũng cập nhật về thông tin sư Minh Tuệ đi khắc thực và uh, sư Thọ thực và hiện nay thì sư đang thiền định à, cái giờ này thì chắc sư cũng đang uh, đang thiền định và nếu như mà giờ này mà sư không có thiền định thì uh, chắc chắn sư sẽ giặt vũ y áo hoặc là may áo theo em như em đoán là như vậy Thì em cũng chia sẻ cái thông tin buổi sáng ngày hôm nay cho quý ông bà và anh chị em yên tâm Em cũng cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em Cô bác gần xa đã yêu quý mến em Đã quay trở lại xem kênh, xem video mới nhất của em trong buổi sáng ngày hôm nay, em cũng xin chúc cho tất cả quý ông bà và anh chị em luôn được thăng tâm an lạc, thanh tịnh và tràn đầy sức khỏe, tràn đầy tình yêu thương, tràn đầy năng lượng và bình an mọi lúc mọi nơi. Chúc ông bà luôn được vui vẻ, hạnh phúc xin hẹn gặp lại tất cả quý ông bà và anh chị em ở video tiếp theo. Nếu như có thông tin gì mới thì em cũng sẽ liền cập nhật chia sẻ với quý ông bà nhanh nhất có thể. Em xin cảm ơn và xin chào.